Và tiếp theo ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn sử dụng React Router trong môn React.js. Ở đây thì mình sẽ viết một cái menu, sau đó thì các bạn sẽ click vào các cái menu và chúng ta sẽ router đến các cái phần con của nó. Đầu tiên thì các bạn sẽ new cho mình là một cái project. Thì ở đây chúng ta sẽ new một project như này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ new một cái project là my app router, sau đó chúng ta sẽ install các cái thư viện develop này, React develop và router doc. Ở đây thì chúng ta sẽ đầu tiên thì chúng ta sẽ new cho nó một project. Sau đó thì chúng ta sẽ cd đến cái router cái project của chúng ta. Sau khi new project xong thì chúng ta sẽ vào project chúng ta sẽ cài đặt cái thư viện vào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cài cái thư mục là thư viện là product. Sau đó thì chúng ta sẽ cài thư viện là react product. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cài thư viện là React Router DOM. Đây thì chúng ta đang sử dụng version là 5.2 rồi nhé. Sau đó thì các bạn sẽ bật VS Code lên và chúng ta sẽ open lên cái project của chúng ta vừa tạo. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy chương trình. Mình sẽ tắt cái này đi nhé. Đây là chương trình Hello World của chúng ta. Ở đây thì các bạn có thể là bật cái phần app này và chúng ta sẽ xóa cái phần app của chúng ta đi. Sẽ lưu lại. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo các cái project. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo cho nó các cái folder, các thư mục. Đầu tiên là thư mục có component. Thứ hai là chúng ta sẽ tạo ra thư mục là action. Thứ ba thì chúng ta sẽ tạo ra cái folder là container. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tạo ra cái folder là reducer. Thì các cái thư mục này thì bạn đã biết ở trong này có cái gì rồi đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo các file trong các cái thư mục này. Trong thư mục reducer này thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái trang index.js. Trong này thì chúng ta sẽ code như thế này. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái là compile reducer, thừa kế từ một cái reducer. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra một cái root reducer, có một cái stack mà chúng ta sẽ export cái root reducer của chúng ta. Trong phần component này thì các bạn sẽ new cho mình một cái app.cs. Và trong app.cs thì chúng ta sẽ định nghĩa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo cho nó một cái thư viện React này, khai báo cho nó một cái function app. Rồi chúng ta sẽ tỏ vào một cái div. Ở đây thì chúng ta cho nó là 1 cộng 1 để nhắc in là bằng 2 là được các bạn nhé. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ export cái default app ra màn hình. Sau đó thì chúng ta sẽ vào file index và chúng ta sẽ viết lại cái file index. Các bạn vào index.js nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm Ctrl A và các bạn xóa hết toàn bộ file index này. Index nằm trong thư mục src các bạn nhé. Và chúng ta xóa hết. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo các thư viện. Ở đây thì chúng ta sẽ có các thư viện như sau: React này, React DOM, Provider này,
Gray Store, Apple Middleware, Browser Router, App Producer, và các bạn sẽ tạo ra một cái Store with Middleware các bạn nhé. Như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái React DOM này chấm render. Ở đây chúng ta sẽ render ra HTML. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái provider và chúng ta sẽ có một cái browser router. Cuối cùng thì chúng ta sẽ return về app. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chạy chương trình các bạn nhé. Cái chương trình của chúng ta chạy lên thế này, 1 + 1 = 2 các bạn nhé. À, 1 + 1 = 2. Đây là chương trình của chúng ta chạy được rồi các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo cho mình một cái navigation. Trong navigation này thì bạn sẽ viết như thế này. Đây chúng ta sẽ import một cái React và cái React link vào. Đây thì chúng ta sẽ sử dụng boilerplate như thế này các bạn nhé. Rồi sau đó chúng ta lưu lại. Sau đó thì bạn vào cái folder là main container này. Trong main container bạn tạo ra là, trong container này các bạn tạo ra một cái main.js. Trong main.js thì các bạn sẽ khai báo cho mình như thế này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái thư viện và chúng ta sẽ trả về cho nó một cái mã sysinfo main. Sau đó bạn vào cái app.cs này. Ở đây thì chúng ta sẽ import cái navigation vào các bạn nhé. Import navigation này. Đây mình viết hoa này. Ở đây thì chúng ta sẽ gọi cái navigation này xuống. Tương tự như thế thì mình sẽ gọi import main Chrome. Container main. Rồi sau đó bạn lưu lại. Xuống này thì mình sẽ gọi cái main vào. Rồi sau đó bạn sẽ chạy lên. Đây các bạn thấy sysinfo navigation và sysinfo main. Tiếp theo thì các bạn sẽ mở trong cái navigation này, trong ULLE này, này. Ta sẽ viết như thế này. Chúng ta sẽ có một cái home này, một cái list student này, about và contact. Rồi các bạn có thể xem kết quả này. Home list student about contact này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào phần component này. Chúng ta sẽ tạo ra cái home.js. Trong cái home.js thì các bạn sẽ viết đơn giản như thế này thôi. Welcome to homepage. Sau đó phần vào phần main này. Trong phần main này thì chúng ta sẽ khai báo cái home ở trong này. Import home. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ xóa phần này đi nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái switch. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái router. Exact. Path của mình là sheet. Nó sẽ chạy về component nào. Sheet như thế này các bạn nhé. Component mình sẽ chạy về component home. Sau đó thì mình lưu lại. Bị lỗi ở đây là do mình xóa mất cái dấu mật này này, nhưng mà chưa cái dấu mật đóng.
Ok. Welcome to home page. Đó. Bấm cái thằng khác thì không có, mà bấm home là vậy nè, welcome to home page. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ có cái phần là contact và about các bạn nhé. Đây thì bạn sẽ đi cho nó một contact. Nó sẽ contact thì bằng home này giống như nhau, các bạn có thể copy qua và sửa lại đó. Nên mình làm thêm là contact. Sau đó thì bạn qua bên main này, bạn sẽ khai báo cái như contact. Cho nên là sẽ không đó. Được rồi. Không. Contact. Ok nha. Không. Contact. Không, contact mà là about thì nó sẽ giống nhau các bạn nhé. Cái about thì các bạn sẽ tự là. Cái đây mình sẽ hướng dẫn các bạn biết cái list student. Tiếp theo thì các bạn sẽ lưu cho mình một cái file reducer student. Trong reducer student JS thì chúng ta sẽ code như sau. Cái này thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái reducer student. Và chúng ta sẽ có các object ID, name và class. Đó, các bạn gõ vào ID name và class vào. Này thì chúng ta sẽ có là 5 student. Sau đó thì bạn vào trong cái index này, bạn sẽ import cái review student này vào trong cái index của thằng này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo thư viện. Sau đó thì chúng ta sẽ phải này. Key student thì mình ghi về student. Được chưa? Lấy từ cái mã này qua là review student này. Rồi lấy từ đây xuống chứ mà lấy từ này xuống. Rồi chúng ta lưu lại. Sau đó thì các bạn sẽ new cho mình một cái component student. Student.js trong cái component của chúng ta các bạn nhé. Cái trong này thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thư viện. Ở đây chúng ta sẽ có một cái React và React. Sau đó chúng ta sẽ khai báo một cái student attend component. Chúng ta sẽ render ra một student XT. Chúng ta sẽ return lại. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng thẻ là li. Ở đây chúng ta sẽ dùng key và student.xt.id. Và chúng ta sẽ in nó ra id, name và class. Tiếp theo thì chúng ta sẽ render ra. Chúng ta render ra cái gì? Chúng ta sẽ có một cái ul. Ở đây chúng ta sẽ prop.xtstudent.map render cái student đang ra cho chúng ta. Và chúng ta sẽ khai báo một cái function map.stack to prop. Và sẽ cuối cùng thì chúng ta sẽ export connect vào trong cái student này. Cuối cùng thì chúng ta sẽ vào trong cái phần index này. Index này các bạn chúng ta sẽ khai báo. Sau đó thì bạn vào main. Trong main này thì chúng ta sẽ khai báo student và add cái student này vào trong cái main container của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ lưu lại và chúng ta sẽ xem kết quả. Ở đây các bạn kết quả của chúng ta ta chạy contact about thì chúng ta chưa làm các bạn nhé. Big student off. Đây là chương trình của chúng ta, các bạn có thể là tham khảo.